butter nè, wedge roll nè, là mình mê lắm à. Mà con mấy anh thật chai đang làm cái bánh đó nè. Quá là làm thành cái bánh như là hai cái nơ thắt lại vậy đó. Nó làm ngầu chưa, khách vô mua quá chừng nè. Đó, cái bánh nó có cái hình đó, đó. Họ làm lại hình cuộn là cái bánh nó có cái hình như nè. Cái rác đường cinnamon, có butter xung quanh ngon lắm nè. Nó nhúng vô bơ xong cái thằng nhúng vô bơ nè. Nó ấy vậy xong rồi cái bắt đầu chúng nó nặng. Cái kia là nhúng, cái cô nàng bên kia là nhúng vô bơ nè. Khách quá trời nè, cái bánh mình yêu thích đó. Có cái hình đó. Để xếp hàng cho mua quá chừng. Ở đây nó làm cho mình coi, bên kia đâu có làm, nó làm sẵn nè. Đặc biệt làm liên tục vậy chán, không có được nghỉ là mấy tiếng đồng hồ vậy, chán chết luôn á. Làm không rồ tay á, cứ nhiêu đó cứ quay hoài, cứ làm hoài. Có cân luôn ha, không xịt bơ lên, cái đó là xịt bơ lên đó hả? Cắt nó nhúng bơ, cái nó muốn nhúng bơ xong rồi nó nhúng đó, nó nhúng vô nè, nhúng bơ rồi nó nhúng đủ loại á, hay là đúng mè, bắt đầu nó nướng. Đó, hay không, rồi bỏ vô, rồi bỏ vô cái nướng nè. Đó, bà chế kia bỏ lên cái dĩ để nướng nè. Đó, mở cái nướng, mở vô lò nướng. Bột nguyên bịch bột lại kìa, làm như nó bột thôi à, nó ủ á, bột nó ủ á sao à, đó nó chét gì đó, bắt đầu có loại bánh thì nó bỏ ớt ha, là phê nhồ vậy đó, ớt mễ, đó là cái bánh. Đây người ta làm cho mình coi hình bánh. Nó nguyên cục bột luôn nè. Nguyên cục bột ở đây. Đấy, có loại này. Nó không tắt lại hả? Con này nó không tắt lại, nó chỉ ấy bột thôi. Thằng nào tắt lại? Đó. Ủa nó làm gì xong để gì xong nó không tắt lại thành cái nơm. Nhỏ bên kia thắt rồi, nhỏ kia làm một nồi rồi, nhỏ kia mới thắt nè đó, nhỏ nó làm như là cái ruột heo vậy, trời ơi, nó đứng làm như ruột heo vậy đó, chét bơ lên cái láng lẫy như là cái ruột heo vậy đó, thấy không? Cái này nó làm cục cục rồi. Không, cái này nó làm đất rồi. Xe dài. Cái gì? Số sụp nhỏ nhỏ ghét. Đốt bay. Nó làm cái đốt bay. Nó bỏ nó bỏ nó bỏ đó, nó bỏ đó vô. Nó quấn nè, nó quấn hay là quấn thành cục rồi này. Rồi nó quấn thành cục. Cục nó nhìn thấy ghê quá. Nó quấn nhìn nhà trời, nó quấn cái gì thấy ghê vậy trời. Xong rồi nó nướng lên. Cái bánh nó quấn dễ mà, xéo mà thôi gì đâu. Rồi nó quấn vài cục rồi nó quăng nó ở đi rồi. Mình cũng quấn luôn đó. Quấn là thành cục, quấn thành bự lên rồi, thấy không? Không, thò vậy hả? Nó đốt phải, nó đốt bự là nó bự chứ đâu có to nở dữ vậy. Mày quấn không chuyên nghiệp thằng kia, mới à.
tay của nó, tay áo về không được á, tay áo về được một bột rồi đó. Nó lại đâu kêu lại tay áo vậy à. Tay áo vậy là đụng bột mà. Tay áo về lòng hồng ở trong ngực là cái bao tay với một cái tay áo luôn đó, thành cái bánh này. Bánh này nó có hình ở trong kia, nó có hình đó. Trong kia nó có để hình nó bán ở trong cột lót nó có. Ok. Ít nay có đèn chá 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 lum đó, mình cũng có rồi nè. Vô ăn nó cho cái nón rồi đâu nữa nè, đâu đầu quá chứ đâu không có tiệm này nón rồi đâu nè, nữa là có cái tiệm này Happy New Year nè, nó chữ là Happy New Year nè, làm cái nón rồi là Happy New Year đi ăn cho. Dạ. Lấy cọng lông gà hay là cọng lông vịt gì đó. Ông lấy cái nón. Đó, đông rồi, ông lấy tiệm ăn là đông ghê, ông xếp hàng nè. Sáng trưng nè. Đó, tiệm ăn không nè. Trên lầu nữa. Mầm cho nó uống bia uống rượu cho nó. À, cái nước gì mà nó sôi lên kìa. Cái nước gì mà nó sôi lên kìa. Làm nó brew bia đó. Chỗ đó nó làm bia tại chỗ luôn. Đó, đông nước kìa. Khúc này đẹp. Chụp cái khúc này. Khúc này đẹp hay chưa? Khúc này đẹp. Đẹp mà đèn quá trời đèn luôn nè. Bóng kia đang nhạc rần. Hay có lốc pháo bông nhưng mà nó đứng sẵn rồi. Nó trên trên cũng có đèn bông giả không? Hả? Ừ. Con Nhi nè, với ấy nè. Ở trên nó làm bia nè. Làm bia thiệt luôn á. Khói lên á, nóng. À, nấu bia đó. Nó làm gấu bông ở đây cho con Kỳ Nhi dẫn qua, dẫn mấy đứa nhỏ rồi bông gòn cho con thú đó để mai lại á. Giờ nó dẹp rồi nè, lại con mấy cây màu hồng nè, nãy chưa chụp mấy cây màu hường ha. Cây màu hường, cây màu xanh đủ loại nè. Giấy ơi, phòng đẹp ghê, ở chiếu đèn lên. Giấy gì mà chiếu đèn lên. Hình như có ông nào ca phải không? Hình như có ai ca phải không? Here, let me have it.